Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với những thông tin về việc giang hồ mạng Trường Con Nam Định đã bị cơ quan công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Vậy giang hồ mạng Trường Con Nam Định là ai và bị bắt giữ về tội gì? Chúng ta hãy cùng chú ý lắng nghe. Vụ việc giang hồ mạng Trường Con Nam Định tên thật là Trịnh Xuân Trường, sinh năm 1972, trú tại xóm Nam Hòa, xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, bị công an tỉnh Nghệ An bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và dư luận xã hội. Theo thông tin từ công an tỉnh Nghệ An cho biết, Trường Con Nam Định cùng người tình là Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1986, trú tại xóm 5, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, và Phạm Lý Vũ Duy, sinh năm 1984, trú tại xóm 3, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Tương Dương bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, vào khoảng 3 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2020, tại khu vực bản Muối Mác, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, lực lượng công an đã bắt quả tang Nguyễn Thị Phương, Trịnh Xuân Trường và Phạm Lý Vũ Duy vận chuyển 1 ký ma túy dạng ketamin trên một xe ô tô bán tải màu trắng. Thời điểm vây bắt, các đối tượng đã cố thủ trên xe, lái xe đâm vào lực lượng chức năng để hòng tẩu thoát, khiến hai xe ô tô của lực lượng vây bắt bị hư hỏng nặng. Để đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và những người dân ở gần khu vực này, tổ công tác đã nổ súng chỉ thiên, sau đó bắn thủng lốp xe. Xe của các đối tượng chạy được thêm 700 mét thì dừng lại. Lúc này, các đối tượng mở cửa xe để tẩu thoát thì bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ thành công các đối tượng trên. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Phương cùng với người tình là Trịnh Xuân Trường, tức là Trường Con, và Duy dùng chiếc xe ô tô bán tải màu trắng chạy từ thành phố Vinh lên huyện Tương Dương để mua ma túy của một đối tượng ở đây với giá 280 triệu đồng. Khi đang trên đường đưa số ma túy trên đi tiêu thụ thì bị cảnh sát bắt giữ. Để vây bắt được Trường Con và các đồng phạm trên, từ đầu tháng 12 năm 2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ các huyện miền núi Nghệ An về thành phố Vinh để trung chuyển đi các tỉnh khác tiêu thụ, nên đã báo cáo xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Thời điểm này, Công an huyện Tương Dương cũng đã đưa nhóm đối tượng này vào tầm ngắm, nên hai đơn vị đã quyết định đồng chủ trì phối hợp để phá án. Trường Con Nam Định bước biết đến là một giang hồ mạng khi thường livestream và đăng tải những đoạn video mang tính bạo lực, thách thức luật pháp lên mạng xã hội và YouTube khiến dư luận vô cùng bức xúc. Như vậy, thời gian qua, sau khi hàng loạt các giang hồ mạng sổ khám do hành vi vi phạm pháp luật như Khá Bảnh, Quang Rambo, Long Chín Ngón, giờ đến Trường Con Nam Định. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.